Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Duyên. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại iPhone 6S. Cái chiếc điện thoại này thì ra mắt vào năm 2015. Nếu năm 2015 chúng ta hỏi nhau rằng là iPhone 6S nó có thể làm được những cái gì thì nó làm được tất luôn. Thời điểm đó iPhone 6S là một sản phẩm chụp ảnh rất đẹp. Nó cũng là một sản phẩm chơi game tốt nhất ở thời điểm đó. Đấy, tất cả mọi thứ của iPhone 6S có thể coi là đều khá ngon ở cái thời điểm mà nó ra mắt. Chỉ có mỗi cái màn hình HD thôi là cái mà chúng ta cần phải lăn tăn thôi, chứ còn tất cả mọi thứ của nó đều ok hết. Đấy, thậm chí là iPhone 6S là sản phẩm iPhone đầu tiên của Apple cùng với cả iPhone 6S Plus là nó RAM 2GB. Lúc đó với 2GB RAM của iPhone 6S, các bạn biết là bọn mình test rất nhiều game và ứng dụng nó đã không phải lốt lại, bởi vì lúc đó là game ứng dụng toàn là nhẹ không ấy mà, chứ nó không được cập nhật lên nặng như là bây giờ. Đấy, thời điểm cách đây 4 năm iPhone 6S có thể làm rất nhiều điều. Thế xong rồi sau đó 1 năm, cách đây khoảng 3 năm đi, iPhone 6S nó cũng vẫn làm được rất nhiều điều. Đấy, nhưng mà nếu vào thời điểm hiện tại chúng ta hỏi là nếu bây giờ chúng ta mua iPhone 6S về để làm được những điều gì thì mình sẽ nói cho bạn ngay trong video ngày hôm nay. Hôm nay là một cái vlog nho nhỏ của mình thôi, để mình chia sẻ với các bạn rằng là nếu giả sử như mình mua cái chiếc điện thoại này thì mình sẽ làm được những cái việc gì hữu ích đối với nó. Chứ còn có thể là với các bạn thì cái nhu cầu của các bạn khác, cũng như là cái cách sử dụng điện thoại của các bạn nó sẽ khác mình. Thì sau cái video này các bạn hãy bổ sung thêm cho mình biết xem là nếu mà là các bạn thì các bạn sẽ làm được những cái gì với cái iPhone 6S này. Hiện tại thì mình đang tham khảo trên website của Clickbar. Thì iPhone 6S Lock bây giờ họ đang bán mức giá là khoảng 2.690.000 đồng. Hàng này thì gần như là như mới, trước kia mình cũng đã trên tay cho các bạn rồi đấy. Nó cũng chỉ vừa mới tip ra được khoảng một vài tháng thôi. Và đây là phiên bản 32GB. Cái thời điểm mà mình làm video về cái iPhone 6S Lock đó thì hàng Lock nó chưa bị fix MyCCID và nó vẫn có thể không cần phải dùng SIM ghép, vẫn có thể sử dụng ngon lành. Nhưng bây giờ là chúng ta đã có thể nhưng bây giờ là chúng ta phải sử dụng thêm SIM ghép rồi. Nhưng Clickbuy cũng đã có SIM ghép để fix full lỗi cho các bạn, nên các bạn cũng không phải yên tâm, không cần phải lo lắng là có nên mua hàng Lock hay không. Đấy, giá quá rẻ luôn, được phiên bản 32GB. Còn nếu mà với mức giá khoảng 3.290.000 là các bạn sẽ mua được iPhone 6S quốc tế, nhưng mà chỉ là bản 16GB mà thôi. Còn nếu các bạn muốn mua iPhone 6S quốc tế bản 32 thì sẽ là 3.690.000, còn bản 64 quốc tế thì sẽ là 3.890.000. Đấy, giá nó dao động tùy theo cái việc các bạn sẽ lựa chọn phiên bản bao nhiêu GB bên trong, hoặc là lock hay là không lock. Đấy, thêm nữa đó là lát nữa mình sẽ nói cho các bạn là bao nhiêu GB nó sẽ là đủ nhá. Với cá nhân mình, nếu mình mua cái iPhone 6S này về thì cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy là nó hữu dụng với mình nhất đó là nó rất nhỏ gọn, cầm nắm nhỏ gọn, đút túi quần cực kỳ dễ dàng. Và đặc biệt mình có một cái thói quen xấu, mình cũng khuyên các bạn là không nên học theo cái thói quen của mình, đó là mình đang đi đường mình để điện thoại trong túi quần như này, có ai gọi điện đến mình rút điện thoại từ túi quần ra mình nghe lên như này thì nó không sợ là bị rơi hay là không sợ bị cướp giật. Thứ nhất là cái sản phẩm này điện thoại nó rất là rẻ, chẳng ai cướp cái điện thoại này làm cái gì cả. Thứ hai nữa là cầm lên nó cũng có cảm giác yên tâm hơn. Chứ bây giờ mà mình rút một con nốt 10 to đùng ở trong túi ra, mình thề với các bạn luôn là rút ra chỉ sợ là điện thoại bị rơi xuống đường là vỡ mồm mình luôn. Đấy, nên là không bao giờ mình dám rút những cái điện thoại to cồng kềnh ra từ túi quần ra lúc mà đang đi xe cả. Kể cả là S10 Plus bây giờ đang sử dụng cũng thế, không dám rút luôn. Đấy, huống chi là nốt 10 Plus. Nhưng mà cái sản phẩm này thì rất nhỏ gọn, có thể mang về rút ra từ túi quần rất dễ dàng. Và trong hai cái điện thoại mà mình đang dùng bây giờ, một cái iPhone 7 đang thu âm này với cả một cái Galaxy S10 Plus này, thì đi đường bao giờ mình cũng sử dụng cái iPhone 7 này để mà đút vào túi quần. Đấy, đấy là mình cũng chia sẻ với các bạn luôn như thế. Thì đối với iPhone 6S thì mình điều đầu tiên mình làm là như vậy. Đấy, thêm nữa nào, đó là cái chất lượng thu âm ở trên iPhone 6S bây giờ vẫn vô cùng tốt. Mình nói luôn đấy là thu âm của nó bây giờ còn ngon hơn cả con Xiaomi Mi 9 cơ. Nó không quá lời đâu nhé các bạn nhé. Mình đang sử dụng iPhone 7 thu âm cho bạn, và iPhone 7 thu âm không khác gì mấy so với iPhone 6S đâu. Đấy, nên là mình sẽ sử dụng vào cái việc thu âm. Đấy, thi thoảng thì mình có thể lướt web ở trên Safari của cái iPhone 6S này vẫn mượt mà hơn là lướt web ở trên Chrome của các cái sản phẩm Android. Đặc biệt là những sản phẩm Android bằng tiền với nó thì không thể nào mà lướt web mượt mà bằng con iPhone 6S này được. Các bạn thử lấy những sản phẩm cùng tầm tiền với nó đi, ví dụ như là con LG G6 chẳng hạn, lướt web làm sao nó có thể bằng con này được. Đấy, ví dụ như thế. Hoặc là Galaxy S7 mà bạn sử dụng Chrome không thể lướt web bằng Safari ở trên iPhone 6S được. Đấy, mình sẽ sử dụng con này trong việc lướt web. Thế còn về việc camera thì sao? Chính vì nó quá nhỏ gọn như thế này nên là mình có thể giơ camera lên, mình nhấn chụp. Đấy, bất kỳ lúc nào cũng được.
rất nhanh chóng, rất nhẹ nhàng luôn. Và cái việc lưu trữ khoảnh khắc vẫn rất ngon. Thêm nữa đó là hiện tại bây giờ camera của iPhone 6s quay vẫn ok mà. Đấy, chúng ta có thể sử dụng để quay phim và thu âm của nó vẫn rất tốt đối với cả việc chúng ta bật cái chế độ quay video ở trên sổ này. Chúng ta vẫn có thể quay vlog được và vẫn có thể livestream được. Và thậm chí là với cái camera trước của nó này, mình sẽ cho các bạn xem này. Camera trước của nó này, các bạn nhìn thấy không? Vẫn rất đẹp nha, chứ không phải camera trước vớ vẩn đâu. Camera trước của con này bây giờ mà so sánh xa với những máy Android cùng đồng giá, ngon nó đứt luôn. Nếu mà so sánh xa với cả con LG V30 ấy, thì con này ngon gấp mấy lần camera trước của LG V30. Đấy, đây là những cái mà mình có thể sử dụng nó một cách rất là thực tế. Chơi game ấy, thì mình nói thật luôn là với bản thân mình không chơi những tựa game nặng đâu. Chơi game nặng nhất chắc là từ Advan 8 trở xuống, thì iPhone 6s bây giờ vẫn có thể đáp ứng được tất cả những tựa game từ Advan 8 trở xuống. Có thể là những tựa game nó nặng hơn, nó chơi không được mượt mà nhưng vẫn chơi được nha bạn nhé. Đấy, chúng ta vẫn có thể chơi được PUBG, vẫn có thể chơi được Liên Quân. Có thể là nó sẽ không quá mượt mà nhưng vẫn có thể chơi được. Đấy, đối với iPhone 6s, nếu mà để cho mình sử dụng nữa thì mình sẽ lưu các ứng dụng tài khoản ngân hàng vào đây, bởi vì cái tính bảo mật của nó sẽ tương đối cao. Và mình cũng chia sẻ luôn, đấy là khi mình dùng iPhone 7, không bao giờ mình lưu ứng dụng ngân hàng cái thứ ngoài iPhone 7 cả, kể cả Android mình cũng không bao giờ mình lưu vào. 100% ứng dụng ngân hàng mình lưu vào đây. Có một cái điểm nữa mà iPhone 6s nó có thể tiết kiệm được cho chúng ta về mặt tiền bạc, đó là iMessage. Chúng ta có thể sử dụng iMessage và FaceTime để cho chúng ta có thể gọi điện miễn phí và nhắn tin miễn phí. Rõ ràng là chúng ta có Zalo, chúng ta có Viber, chúng ta có WhatsApp, có Messenger để chúng ta có thể nhắn tin miễn phí với nhau. Đấy, nhưng mà bình thường nhé, nếu chúng ta cần gấp cái gì đó mà chúng ta muốn nhắn SMS ấy, là chúng ta sẽ soạn luôn nhắn SMS, chứ bây giờ ai bảo là anh ơi Zalo của anh là gì, anh ơi WhatsApp của anh là gì, hay là anh ơi Viber của anh là gì để em add vào để lần sau em nhắn đỡ tốn tiền à. Như thế rất là buồn cười. Đấy, nên là chúng ta nhắn tin luôn qua cái phần tin nhắn này. Thì nếu mà máy bên kia mà nó biết được là đấy là iPhone, nó sẽ tự động chuyển qua iMessage để gửi cho bạn. Và như thế bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền. Như mình thì mình kiểm tra luôn, đấy là mình tiết kiệm được quá nhiều tiền luôn. Ví dụ như khoảng 200 đồng một tin nhắn đi nhá, 100 tin nhắn là bạn biết là hết bao nhiêu rồi, 1.000 tin nhắn là hết bao nhiêu rồi, hết mấy trăm nghìn rồi. Đấy, thì cái đấy là cái mà mình có thể tiết kiệm được. Đấy là còn chưa kể là nếu mà nó biến sang iMessage, à mình nhìn là à cái anh này cũng dùng iPhone này, thì chúng ta hoàn toàn có thể chat với nhau bằng iMessage được luôn. Đấy, đấy là những cái điểm rất là hay của sổ này. Thế còn FaceTime thì sao? Nếu bây giờ bạn đang sử dụng một cái iPhone, người yêu bạn cũng sử dụng một cái iPhone, đấy, ví dụ như vợ mình bây giờ đang sử dụng iPhone đi, thì mình có thể trò chuyện FaceTime với vợ mình rất là dễ dàng. Mỗi lần mình đi công tác mình trò chuyện FaceTime, đấy là những cái rất là thực dụng. Và mình nói luôn, đấy là chất lượng FaceTime tốt hơn rất nhiều so với chất lượng các bạn gọi điện qua các ứng dụng như kiểu là Zalo, WhatsApp, Viber, hay là các bạn gọi điện qua Messenger cũng vậy. Nó không thể nào mà tốt bằng chất lượng của FaceTime. Cái điều này là điều mà đã được khẳng định rồi. Đấy, đấy là những cái hết sức thực tế mà mình đang chia sẻ với các bạn nhé. Đấy, còn sử dụng iPhone 6s bây giờ mình có thể lựa chọn những phiên bản nào nó sẽ phù hợp. Mình khuyên các bạn là không nên lựa chọn phiên bản 16GB, bởi vì 16GB là nó không đủ dùng ở thời điểm hiện tại rồi. Và cái phiên bản 32GB là cái phiên bản được sản xuất vào năm 2016, và nó sẽ mới hơn những phiên bản như kiểu là 16GB với 32GB. Và mình thấy là cái phiên bản 16GB với 64GB, quên mất. Và mình thấy là cái phiên bản 32GB, thứ nhất là giá tiền của nó là vừa miếng nhất. Thứ hai nữa là cái năm sản xuất của nó, cái date của nó là nó mới hơn, đó là vào năm 2016 cơ. Và thứ ba nữa đó là cái phiên bản 32GB nó khắc phục được phần nào cái lỗi chóc sơn, nghĩa là tỷ lệ xuất hiện cái lỗi chóc sơn trên phiên bản 32GB nó thấp hơn so với phiên bản 16.64. Nên là nếu là mình thì mình sẽ ưu tiên mua phiên bản 32. Đấy, 64 thì có thể là nếu bạn nào mà bạn cần quay video nhiều cơ thì bạn hãng cần đến 64, chứ còn nếu bạn không quay video nhiều thì 32GB đã là đủ rồi. Đấy, ví dụ như với cái iPhone 7 của mình thì 32GB cũng đã là rất đủ rồi. Đấy, thì mình khuyên các bạn là nên mua những phiên bản đó. Đấy, đây là tất cả những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về việc là iPhone 6s bây giờ nó có thể làm được những cái gì. Đấy, iPhone 6s ấy, thì nó sẽ chỉ được hỗ trợ trong khoảng 1 năm nữa thôi. Chắc chắn là như thế. Có thể sau 1 năm nữa là nó sẽ không được cập nhật lên hệ điều hành iOS 14. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ hưởng thụ nó đi, bởi vì giá của nó đã rất rẻ rồi. Bây giờ chúng ta lấy mức giá của iPhone 6 đi, nó loanh quanh tầm khoảng 2 triệu. Con này là khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu gì đó. Con kia thì tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Nghĩa là mức giá lệch nhau giữa iPhone 6 và iPhone 6s bây giờ nó chỉ rơi khoảng 500-700 nghìn thôi. Thì giờ này năm sau iPhone 6s nó cũng chỉ tụt giá đến tầm đấy thôi. Đấy, thì năm sau các bạn mua về các bạn bán lại nó vẫn dễ dàng cơ mà.
Đấy, chứ đâu phải là chúng ta bỏ ra khoảng trên dưới 3 triệu chúng ta mua sản phẩm này là chúng ta mua về xong sử dụng xong chúng ta vứt đi đâu. Chúng ta mua về chúng ta vẫn có thể bán lại được cơ mà. Và các bạn biết rồi đấy, riêng iPhone mua đi bán lại rất dễ dàng. Và nếu mà giả sử như sản phẩm này có hỏng hóc linh kiện thì cái việc sửa chữa của nó, tìm linh kiện vô cùng dễ dàng và giá trị linh kiện của iPhone thì rất là rẻ. Nếu mà xét trên tham chiếu là so với Samsung nhé, Samsung thì vô cùng đắt, còn iPhone sửa chữa rẻ vô cùng luôn. Đấy, đấy là những cái tính năng thực dụng của nó, mua đi bán lại dễ dàng. Và khi đã giá đã tụt giá xuống rồi thì bán lại cũng lỗ rất ít. Đấy, tính thanh khoản cao. Và thêm nữa đó là cái dầu này sửa chữa nó cũng rất là nhanh chóng, dễ dàng tìm cái linh kiện. Đấy, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về iPhone 6S và với những gì mà nó có thể làm được ở thời điểm hiện tại, thì với mức giá loanh quanh khoảng trên dưới 3 triệu đồng, các bạn có thể bỏ tiền ra để mua sản phẩm này hay không, cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có thể tham khảo qua giá của sản phẩm này tại ClickBuy.